Barca vs Bayern, màn đỏ súng của hai hàng công đáng sợ nhất châu Âu. Barca tiếp đón Bayern là một bữa tiệc tấn công thật sự. Bất ngờ không nằm ở đội khách mà là sự lột xác chỉ trong vòng 2 tháng của Barca dưới thời người cũ của Hùng Xám. Hansi Flick. Không đội nào ở châu Âu ghi nhiều bàn thắng như Barca của Hansi Flick tại giải vô địch quốc gia mùa này. Họ có chân sút hàng đầu, 12 bàn thắng của Lewandowski. Nhiều hơn Mbappe, 6, và Vinicius, 5, cộng lại, và họ cũng có một cấu trúc tấn công được hỗ trợ bởi ma thuật của Lamine Yamal bên cạnh sự cần mẫn của Rafinha. Trong thời gian kỷ lục, Flick ra mắt tại Mestalla ở La Liga vào ngày 17 tháng 8, huấn luyện viên người Đức đã xây dựng một cỗ máy tấn công cực kỳ chính xác. Có khả năng ghi trung bình 3,3 bàn mỗi trận, bỏ xa Madrid với sự bổ sung của Mbappe. Barca đã ghi 33 bàn trong 10 trận tại La Liga mùa này, trong khi con số của Real chỉ là 21 bàn. Đó là một cỗ máy ghi bàn được tích hợp trong bộ ba Yamal, Lewandowski, Rafinha, Iller, mang tầm lịch sử. Đây không phải nhận định phóng đại, chỉ có Barca trong mùa đầu tiên của Pep Guardiola 2008-09 hoặc Real của Zidane mới ghi được nhiều bàn thắng hơn, 34. Barca đang ghi bàn theo mọi cách có thể. Từ những pha phối hợp đan lát truyền thống, đến những tình huống cố định và trên hết. Luôn biết cách phản công khi phát hiện ra khu vực trống trải phía sau hàng phòng ngự đối phương. Trong màn hủy diệt Sevilla mới đây, các bàn thắng diễn ra rất tự nhiên đến mức chúng xuất hiện từ chân của Lewandowski, đến bệnh binh Pedri và cả tài năng trẻ Pablo Torre. Hai trung phong hàng đầu châu Âu sẽ đối đầu nhau. Cho đến nay, ít người có thể chê trách Flick vì ông đã xây dựng một đội bóng giải trí. Dễ nhận biết, dũng cảm và táo bạo, không ngại mạo hiểm. Paul rất thông minh và thích nghi rất tốt với đối thủ. Anh ấy rất giỏi trong các tình huống một chọi một. Ngay cả khi không có bóng, Jay Flick nói, ca ngợi Paul Kubarik, một thiếu niên, 17 tuổi, dám đứng thấp nhất hàng thủ cách xa khung thành đội nhà quá nửa sân. Các trung vệ rất tập trung. Kubarik đang thi đấu rất tốt và Igor thích nghi rất nhanh với lối chơi của chúng tôi. Anh ấy giúp chúng tôi rất nhiều. Cao Đen và Bander cũng đang chơi rất xuất sắc. Điều rất quan trọng là chúng tôi cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ pressing tầm cao. Chúng tôi cần áp lực, điều đó là cơ bản, để huấn luyện viên người Đức nói. Mondzukic đang tận hưởng một Barca tấn công tốt nhất tại La Liga. Mọi thứ vẫn dựa trên nền tảng giữ bóng, họ là đội có quyền kiểm soát bóng trung bình tốt nhất ở La Liga, với tỷ lệ dao động khoảng 67%. Trong khi Real là 59%. Và ở châu Âu, ít đội nào sánh được với bộ khung tấn công mà Flick đã xây dựng chỉ trong 2 tháng. Nếu phải chọn ra một đối thủ xứng tầm, Bayern rất xứng đáng làm đối thủ tiếp theo của Barca. Người thay thế Lưu ở Bavaria, Harry Kane đã ghi được 8 bàn trong 7 trận mùa này. Những con số của đội trưởng tuyển Anh là rất khủng khiếp kể từ khi anh đến Bayern, 57 bàn trong 55 trận đấu. Những sẽ là thiếu sót nếu nhắc đến Kane mà thiếu đi Vincent Kompany. Giống như Flick, Kompany cũng mới nhận công việc này không bao lâu. So về danh tiếng, Kompany kém xa Flick cũng như chính Bayern, nhưng có thể nói chiến lược gia người Bỉ đang cán đáng rất tốt. Hiện Bayern đang đứng đầu bảng xếp hạng Bundesliga sau 7 vòng, nhưng điều đáng nói là họ ghi tới 24 bàn, trung bình 3,4 bàn, trận. Con số này thậm chí còn vượt qua Barca, cho thấy mức độ hoàn thiện hàng công của Hùng Xám chẳng kém cạnh đối thủ sắp tới là bao. Chính vì thế, trận đại chiến này càng đáng xem hơn bao giờ hết. Hứa hẹn sẽ là một festival bàn thắng. Iller chỉ kém Magner với 5 bàn trong chiến thắng mới nhất trước Sevilla. Barca đã ghi tổng cộng 39 bàn trong 12 trận trên mọi đấu trường mùa này, một thành tích chỉ kém mùa huyền thoại 2016-17 với hàng công Messi, Suarez và Neymar, Magner. Với số trận đó, những phiên bản Barca tốt nhất của Pep Guardiola cũng chỉ ghi được 36 bàn, Tata Martino là 34 bàn, Eneto Valverde 33 bàn, còn Luis Enrique với Magner là 42 bàn.